mồ hôi quả mồ hôi, ngửi thấy ngươi đây. Với video ngày hôm nay thì các bạn có thể tự tạo cho mình một trang blog hoàn toàn miễn phí như thế này. Đó có thể là nơi các bạn có thể chia sẻ những kinh nghiệm cuộc sống hay là góc nhìn của bạn về cuộc sống. Hoặc đấy có thể là một trong số những bước đầu tiên để các bạn có thể trở thành blogger chuyên nghiệp sau này. Bước 1, hãy chuẩn bị một cốc nước, loại mà bạn thích để có thể nạp đầy năng lượng để chúng ta bắt đầu cho video ngày hôm nay. Mình là Sân và chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Trong video 5 điều mà chúng ta cần làm những năm 20 tuổi mà mình đã chia sẻ gần đây thì mình có nhắc đến việc đầu tư vào một cái trang blog riêng cho bản thân mình. Nên là ngày hôm nay với cái sự yêu cầu rất nhiều của bạn, rất nhiều. Nên là ngày hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm một cái video chi tiết cụ thể chia sẻ cho mọi người cách mà mình đã tự làm một trang blog cá nhân của mình như thế nào. Tất cả mọi thứ thì đều do mình tự học và tự tìm kiếm ở trên mạng và bây giờ mình chia sẻ lại cho mọi người. Hoàn toàn không có một cái sự trợ giúp chuyên nghiệp nào từ một người chuyên nghiệp làm web nào hết. Nên là có thể nó sẽ không phải là một cái phương pháp nó cực kỳ là tiện ích và tối ưu nhất. Tuy nhiên nó cũng sẽ là một thứ nó khá là dễ để bắt đầu cho những bạn mà không có nhiều những cái kinh nghiệm, đặc biệt là những cái kinh nghiệm về thiết kế web hay là những thứ mà nó quá về IT, về máy móc. Và mình nghĩ là nếu như mình làm được thì chắc chắn các bạn cũng có thể tự làm được. Trước khi bắt đầu từng bước cụ thể thì mình muốn chia sẻ với các bạn về blog và lý do vì sao mà mình khuyên các bạn nên có một trang blog cho riêng mình. Blog được hiểu theo một nghĩa đấy là một trang nhật ký trực tuyến. Lịch sử của nó có thể bắt đầu từ cuốn sổ tay nhật ký mà chúng ta vẫn hay sử dụng hồi còn nhỏ. Và bắt đầu đến thời kỳ Internet phát triển thì blog bắt đầu bùng nổ trong cuối những năm 1990. Cho đến bây giờ thì mạng xã hội đã rất là phát triển. Các bạn có thể nhận thấy được cái điều đấy. Và gần như mọi người thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đưa ra những ý kiến cá nhân hay là những điều mà chúng ta cứ lưu ý hay là tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống chúng ta lên đấy. Tuy nhiên với mình thì một trang blog ở thời điểm hiện tại, mọi người xem đấy là một nơi chuyên nghiệp hơn một chút để chúng ta có thể thể hiện năng lực cá nhân của mình. Nó cũng có thể coi là một trang portfolio của mỗi người, được thể hiện năng lực phong cách cá nhân của mỗi người trên trang đấy. Và ngoài ra, blog còn là nơi chúng ta có thể bắt đầu để từng bước trở thành một blogger chuyên nghiệp sau này. Đầu tiên các bạn nên trả lời câu hỏi là lý do vì sao các bạn cần tạo một trang blog cho riêng mình, hay là mục tiêu mà các bạn mong muốn khi mà các bạn tạo nên một trang blog như vậy. Nếu như các bạn chỉ đơn thuần là muốn đấy là một nơi chia sẻ bình thường, những cái suy nghĩ bình thường của cá nhân mình thôi thì nó sẽ khác. Tuy nhiên nếu như các bạn muốn là sau này các bạn có thể kiếm tiền trên nền tảng đấy, dùng trang web để có thể hỗ trợ cho mình tạo nên một cái portfolio thì nó cũng sẽ mang tính chất khác một chút. Nên là chúng ta phải xác định ngay từ đầu là các bạn muốn tạo nên một trang blog đấy để làm gì. Cái cảm hứng ban đầu thì nó duy trì rất là dễ, nhưng mà nó chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn thôi. Trừ khi mà các bạn có một cái sự nghiêm túc nhất định, các bạn biết được cái mục đích của mình tạo nên nó để làm gì thì các bạn mới có thể đủ năng lượng để duy trì và tiếp tục phát triển nó được. Nên là các bạn hãy tìm cho mình một lý do đủ lớn để bắt đầu, và sau khi đã tìm cho mình một lý do đủ lớn rồi, đủ năng lượng, đủ năng lực và đủ tất cả mọi thứ để có thể bắt đầu rồi thì chúng ta hãy cùng đến bước thứ hai. Bước thứ hai là một bước cũng khá là quan trọng và nó mang dấu ấn cá nhân của bạn rất là nhiều. Đấy là việc chọn chủ đề và chọn đối tượng. Bản thân mình trong quá trình sinh viên thì mình cảm nhận thấy được mình có khả năng truyền năng lượng cho người khác, truyền cảm hứng sống cho người khác, và đặc biệt là có những bài viết của mình đã thực hiện ở trên một số những trang web cho giới trẻ. Nên là mình quyết định tạo ra một trang cá nhân của mình cũng chia sẻ những thứ liên quan đến phong cách sống, phát triển cá nhân, cũng như là một số những cách để có thể khiến các bạn trẻ tốt hơn mỗi ngày. Đối tượng của mình đấy là những bạn học sinh sinh viên, những bạn đang rất là muốn phát triển bản thân cũng như là sống một cách tích cực hơn. Và các bạn cũng vậy, các bạn cũng nên đặt cho mình một cái chủ đề nào đấy và một số những đối tượng có thể đọc được những bài viết như thế này. Đó có thể là về beauty, về những sản phẩm làm đẹp mà các bạn thích. Đó có thể là về công nghệ, về những sản phẩm công nghệ mà bạn rất đam mê. Đó có thể là về sport, về tất cả những cái sản phẩm thể thao hay là những thứ về thể thao, về bóng đá, bóng chuyền, về tất cả mọi thứ bạn muốn mà bạn xem như có một cái điểm nào đấy là thế mạnh của mình, có thể phát triển được, có thể thể hiện được cái năng lực của bản thân mình trong cái trang web đấy. Và nếu như bạn chưa tìm ra được cái chủ đề cho bản thân mình thì không sao, các bạn hoàn toàn có thể tạo một trang blog ngẫu nhiên, cá nhân, bình thường để chia sẻ những thứ xung quanh cuộc sống của các bạn. Bước tiếp theo là bước mà hẳn là khá là nhiều bạn mong chờ. Tại vì các bạn luôn nghĩ là tạo một trang web nó rất là khó. Mình không biết tất cả những cái về HTML hay là tất cả cái gì nó về công nghệ, không biết mình phải làm như thế nào, đúng không? Ok, ngày hôm nay mình sẽ giúp bạn giải quyết cái câu hỏi đấy. Bản thân mình thì đã từng làm blog cá nhân qua hai nền tảng, đấy là WordPress và Wix. Mình hiểu được cái điểm mạnh và điểm yếu của mỗi nền tảng, nên là ở thời điểm hiện tại mình đang chọn Wix để có thể tiếp tục thực hiện cái trang blog của riêng mình. Như mình đã chia sẻ ngay từ đầu thì mình không phải là một người thiết kế web chuyên nghiệp. Mình chỉ là một người rất là tay ngang và tìm kiếm mọi thứ trên mạng, tự làm mọi thứ, chỉ đơn thuần với mục đích là tạo ra một cái trang blog của riêng mình, mang phong cách của riêng mình,
dễ có thể quản lý. Và điều tiên quyết nhất đấy là có những cái giao diện bắt mắt, tại vì mình là một người yêu cái đẹp. Mình đặc biệt thích những cái loại nền tảng nào mà giúp mình có thể thực hiện được tất cả mọi thứ một cách rất là dễ dàng. Hiện tại thì WordPress cũng là một nền tảng mà khá là nhiều người áp dụng sử dụng tại vì nó rất là chuyên nghiệp. Trước đây khi hoạt động với WordPress thì mình đã mua hosting và với cái domain sunhuyen.com mình đã mua và trả khoảng vài trăm đô cho một năm. Tuy nhiên thì có một cái trục trặc xảy ra và mình đã bị mất đi cái trang web đấy. Nên là sau này mình đã lựa chọn một phương thức mới và một cái phương thức nó có thể khiến mình đơn giản hóa mọi thứ hơn. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về WordPress thì các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn ở trên mạng, ở trên Google, hay là có những người anh, người chị rất là chuyên nghiệp có thể hướng dẫn cho các bạn. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ mọi người cách mà mình đã tạo một trang web với Wix như thế nào. Lý do vì sao mà mình chọn Wix, tại vì Wix thực sự rất là dễ để chúng ta có thể thao tác. Với những người mới bắt đầu thì cực kỳ thoải mái và thuận tiện để chúng ta có thể tạo nên một cái trang blog đúng phong cách mà các bạn muốn. Với trang web mình đang sử dụng hiện tại bên Wix, đấy là bản free, nhưng mà mình cảm giác là mình cũng đã gọi là thoải mái, khá là thoải mái với những gì mà Wix đang cho mình sử dụng ở trên nền tảng đấy. Đương nhiên trong tương lai thì vẫn có thể thay đổi, mình có thể phải update lên một phiên bản mới, phiên bản premium, phiên bản cao cấp hơn để có thể sử dụng nhiều những cái tiện ích hơn, như là thêm domain vào, thêm tên miền vào cho nó chuyên nghiệp hơn chẳng hạn. Cái điều mình thích hơn ở Wix đấy là nó không cần một cái dịch vụ lưu trữ riêng như WordPress, mình phải mua một cái hosting riêng. Tuy nhiên Wix thì không cần như vậy, nó có một cái hệ thống lưu trữ đáng tin cậy và tất cả mọi thứ đấy tích hợp ở trên một cái trang web rồi, nó rất là tiện cho mình có thể làm, mình sẽ không dễ bị mất như ngày trước nữa. Nói chung là nó khá là phức tạp, mình thích cái sự đơn giản hơn nên là mình đã chọn Wix. Và thực sự việc mà để các bạn có thể tạo nên một trang web trên Wix nó rất là dễ, chắc là chỉ khoảng mất 15 đến 30 phút để các bạn có thể bắt đầu làm nó. Bắt đầu thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần vào trang web của Wix, mình sẽ để ngay phía dưới phần mô tả. Và sau đấy các bạn ấn Start Now và bắt đầu thôi. Ngay sau khi đăng ký thì bạn sẽ được cung cấp để lựa chọn một hạng mục cho trang web của bạn. Và đây là bước đầu thực hiện để giúp Wix chọn mẫu cho bạn, nhưng mà bạn có thể thay đổi lựa chọn của bạn sau này. Ví dụ như bạn tạo trang web cho một cái beauty blogger thì khác với cả một photographer đúng không? Dĩ nhiên quay trở lại với mục đích ban đầu chúng ta bắt đầu thực hiện cũng như là chủ đề và đối tượng các bạn mong muốn thì bạn có thể lựa chọn những cái phong cách và một cái thể loại mục đích phù hợp với bạn. Các bạn hoàn toàn có thể thử. Mình thì mình đã thử khá là nhiều, trong lúc design mất khoảng vài tuần thì mình cũng đã thử rất rất là nhiều những cái layout khác nhau để lựa chọn ra cái layout đơn giản và phù hợp nhất với phong cách của mình. Và sau khi các bạn đã chọn được mẫu rồi thì hãy nhấn nút vào Edit và bắt đầu thực hiện tiếp. Điều tuyệt vời của Wix đấy là các bạn hoàn toàn có thể thay đổi mọi thứ chỉ bằng một cái nhấn chuột. Tất cả mọi thứ từ màu sắc, chữ cái, bố cục, hình ảnh. Rất là dễ để các bạn có thể thực hiện được những thao tác này mà mình không thể tìm thấy được nó ở những nền tảng khác. Và đây là lúc các bạn hoàn toàn có thể tự do sáng tạo, làm tất cả mọi thứ mà các bạn muốn để tạo nên một cái hình ảnh trang web mà bạn mong muốn nhất. Có rất là nhiều thứ mà các bạn có thể thêm vào trang web, như là kênh YouTube của bạn, những cái nền tảng mạng xã hội khác như là Facebook hay là Instagram. Những hình ảnh, những câu quote, những lời nói, tất cả mọi thứ bạn có thể tự thiết kế theo cách mà các bạn muốn. Nó hoàn toàn không áp đặt bạn vào bất cứ một cái layout cụ thể nào như khi mà mình sử dụng WordPress. WordPress là người ta cho bạn một cái thiết kế layout cố định và bạn sẽ khó để có thể thay đổi nó. Vẫn thay đổi được nhưng mà phải sử dụng rất là nhiều những cái gọi là plugin HTML rất là khó để có thể làm. Tuy nhiên thì với Wix thì cực kỳ dễ luôn. Trong quá trình sáng tạo, các bạn hoàn toàn có thể xem trước tất cả cái quy trình sáng tạo của bạn bằng cách nhấn nút preview để có thể xem lại. Và đến lúc các bạn đã sẵn sàng để có thể ra mắt nó và công khai nó thì có thể nhấn nút publish. Quan trọng là các bạn hãy tự bật lên và trải nghiệm xem có cái gì nó hay ho ở đây không. Có rất rất là nhiều thứ hay ho ở cái bước này. Và mình nghĩ là đây là bước mà các bạn nên tự mình khám phá. Sau khi bạn đã có trang web của bản thân mình rồi thì bước tiếp theo là một bước vô cùng quan trọng. Đó chính là việc lên kế hoạch cho nội dung và duy trì sản xuất nó. Bản thân mình thì mình cũng có những cái chủ đề riêng và mình đã tự cho mình những cái ngày cụ thể để mình có thể lên sóng blog, như là thứ tư, thứ sáu hàng tuần hay là thứ hai, thứ tư hàng tuần. Các bạn có thể tự lên lịch cho bản thân mình một cách như vậy. Chỉ đơn giản là hãy cố gắng duy trì nó, tạo thành một cái thói quen. Đặc biệt là thời gian đầu thì hãy cố gắng viết thật là nhiều. Thứ nhất là để có thể tập luyện khả năng viết của bạn, cũng như là có thể định hình được cái phong cách của blog riêng cá nhân của bạn trước. Sau đấy thì mình có thể áp dụng một số những cái SEO để có thể Google nhận diện được cái trang blog của bạn. Nếu như các bạn chưa biết về SEO hay là tăng thứ hạng của mình ở trên Google thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ha. Bởi vì đấy là một cái mảng rất 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 lớn mà nếu như các bạn muốn phát triển blogger chuyên nghiệp sau này thì chắc chắn các bạn phải tìm hiểu về nó. Nhưng mà trước hết là cứ lên kế hoạch nội dung và duy trì được cái nội dung của bản thân mình đã. Tốt nhất đương nhiên là vẫn là một ngày một bài, nhiều hơn thì càng tốt.
Tuy nhiên thì không sao, nếu như các bạn có thể không có nhiều thời gian để duy trì nó thì cố gắng là chia sẻ những cái bài viết các bạn cảm thấy tâm đắc nhất lên đấy trước, và cố gắng duy trì nhiều hơn, duy trì và chia sẻ những cái thứ bạn cảm thấy thú vị, những cái project mà bạn đã làm, tất cả mọi thứ mà bạn cảm giác là bạn có thể đưa lên cái trong web đấy được thì hãy chọn lọc và đưa ra những cái nội dung tốt nhất bạn cảm thấy thú vị nhất. Tiếp theo đấy là bước quảng bá. Các bạn có thể biết là đôi khi thời gian đầu chúng ta viết mà không có người đọc thì cũng cảm thấy hơi nản nản đúng không? Chúng ta muốn chia sẻ nhiều hơn, muốn có thể có nhiều người biết đến blog của mình và người ta có thể đọc trang blog của mình. Cũng tương tự như việc mà bạn bắt đầu một kênh YouTube cũng vậy, các bạn cũng muốn là có những người xem thay vì là mình bỏ rất là nhiều công sức nhưng mà không ai để ý cả đúng không? Thì đây là lúc mà chúng ta phải quảng bá trang blog của chúng ta. Bản thân mình sử dụng các trang mạng xã hội để có thể chia sẻ nội dung của mình. Các bạn có thể làm những cái fanpage, các bạn có thể thực hiện chia sẻ trên Facebook cá nhân hoặc là trên Instagram. Và cách hữu hiệu nhất mà mình thấy dành cho các bạn mới bắt đầu đấy là có thể share trên các group có nội dung tương đồng. Nếu như các bạn làm những nội dung về đồ ăn healthy, cách sống khỏe chẳng hạn, về gym, thì các bạn có thể vào những group có cùng nội dung về gym, về sống khỏe, về thức ăn healthy như vậy. Và tương tự nếu như các bạn làm beauty cũng vậy, các bạn có thể vào những trang web làm đẹp, chia sẻ những cái kiến thức bạn cảm giác là hữu ích với mọi người. Nhưng mà nhớ là đừng spam nha, các bạn nên chia sẻ những giá trị nó thực sự tốt đến cho người đọc thì người ta mới mong muốn đọc và biết đến cái trang web của bạn được. Hoặc nếu đầu tư hơn thì các bạn hoàn toàn có thể lập fanpage chạy quảng cáo. Nhưng mà mình nghĩ với cái khoảng thời gian bắt đầu chúng ta không cần phải làm những thứ mà nó quá là phức tạp và quá là tốn kém như vậy. Chỉ đơn giản là chúng ta thực hiện nó như một cái sở thích thôi. Ngay từ đầu mình đã chia sẻ mọi người rồi, đây là một cách chúng ta tạo một cái sở thích mới, khám phá một cái điều mới, chứ không hẳn là chúng ta phải bắt đầu ngay từ đầu đã phải chuyên nghiệp rồi. Đơn thuần là chúng ta bắt đầu một cái điều gì đấy mà chúng ta cảm thấy thích mà trước giờ chúng ta muốn làm mà chúng ta chưa làm được thôi. Đấy thì đến bước quảng bá mà kiểu cảm thấy hơi khó khăn thì PM cho tất cả cái bọn bạn bè để cho nó vào xem ủng hộ. Không sao hết, những người mà đầu tiên xem ủng hộ cho những cái bài viết của mình đó là những người bạn. Và sau đấy hàng tháng trên trang blog của mình thì đều có hàng chục nghìn lượt xem. Có thể nó không phải là một cái con số rất là lớn so với những người khác. Tuy nhiên đối với mình, một cái trang web mình tự làm nên vào năm cách đây khoảng 2-3 năm rồi mà có hàng chục nghìn người xem hàng tháng, đấy là đã là một cái sự thành công với bản thân mình rồi. Và nếu như các bạn có những cái suy nghĩ hay ho, những cái điều thú vị về cuộc sống thì tại sao các bạn lại ngại ngùng chia sẻ nó cho mọi người đúng không? Và thời gian đầu nếu như chưa có ai xem cũng đừng buồn, không sao hết, miễn là các bạn cứ duy trì thực hiện nó. Và chỉ đơn giản là chúng ta chỉ muốn chia sẻ nó cũng được, cũng không nhất thiết là phải có rất là nhiều người đọc, mà đấy là một cái góc riêng của bản thân mình mà khó nói với người khác, thì đấy có thể là nơi chúng ta chia sẻ những cái cảm xúc riêng của bản thân mình. Điều cuối cùng là điều khá là mở rộng hơn một chút, đấy là kiếm tiền từ blog. Có nhiều bạn suy nghĩ là làm sao để có thể nhận tiền khi mà chúng ta làm blog, và làm blog thì có thể từ một cái đam mê mà có thể biến thành kiếm tiền sau này được hay không? Thì câu trả lời của mình đấy là có khá là nhiều người đã trở thành một blogger chuyên nghiệp chỉ đơn thuần là viết bài thôi, chỉ riêng viết thôi, không làm YouTube hay là bất cứ một cái gì khác. Người ta chỉ viết thôi và gần như là kiếm tiền ở trên trang blog của họ. Ở Việt Nam thì cũng có, nhưng mà gần như thì việc quảng bá trên các trang thông tin nổi tiếng thì sẽ được ưu tiên nhiều hơn, như kiểu là book bài trên kênh 14 hay là book bài trên VN Express. Ở thời điểm tại, những cách để chúng ta có thể kiếm tiền qua blog thì cũng khá là nhiều. Thứ nhất, đấy là các bạn có thể đăng những cái quảng cáo của Google. Khi mà các bạn nhận được những cái click click thì sẽ được tiền, dạng như YouTube vậy á. Nhưng mà mình thì mình chưa bao giờ thử cái này. Có nghĩa là trước đấy thì mình không hề làm blog để kiếm tiền nên là mình không để ý cái đấy. Thứ hai, đấy là các bạn có thể review những sản phẩm. Có thể có một số những đơn vị, những nhãn hàng muốn bạn review sản phẩm để viết bài về nó thì bạn cũng có thể được trả một cái số tiền hoặc là được sử dụng sản phẩm miễn phí. Một cách nữa mà mình biết đấy là có thể làm affiliate marketing, giới thiệu một số những cái sản phẩm mà nó ở trên những cái nền tảng được cho phép sử dụng affiliate marketing, và sau đấy khi mà đã chốt được một đơn hàng nào đấy từ khách hàng thì các bạn có thể nhận một chút hoa hồng từ cái người cung cấp. Cái việc mà nhận hoa hồng đấy thì nó không hề ảnh hưởng đến cái số tiền của người mua nha. Chỉ đơn giản là bên nhà cung cấp người ta sẽ trả cho bạn một số tiền nho nhỏ nhất định để bạn có thể quảng bá hộ người ta thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và thực ra nếu như các bạn tìm hiểu kỹ hơn thì cũng có khá là nhiều thứ để có thể kiếm được tiền từ trang blog. Mình thấy khá là nhiều người gọi là đại gia ngầm, người ta đã kiếm tiền rất nhiều từ trên trang những trang blog của họ. Tại vì họ đã có một cái định hướng riêng và có những cái kế hoạch riêng của bản thân họ. Thì đối với những người mà các bạn nghĩ là các bạn sẽ bắt đầu kiếm tiền qua blog hay là các bạn xác định sẽ trở thành một blogger chuyên nghiệp thì chắc chắn các bạn sẽ phải tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn và biết nhiều hơn mình nữa. Còn mình thì chỉ là một người rất là tay ngang và mình không quá chuyên nghiệp về cái chuyện đấy. Nên là ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta nên dừng ở đây.
Mình đã chia sẻ mọi người một chút nào đấy cơ bản nhất để các bạn có thể bắt đầu một trang blog của riêng mình. Nên là nếu như các bạn thích, các bạn hoàn toàn có thể tự bắt đầu thực hiện nó và bắt đầu cho cái giấc mơ lớn hơn của bạn sau này. Các bạn có thể làm nó ngay bây giờ và sau đấy thì quay vào đây và chia sẻ cái cảm xúc của bạn sau khi các bạn đã tạo ra được cho mình một trang blog riêng nhé. Mình hy vọng là các bạn thích video ngày hôm nay và đừng quên subscribe channel của mình, like video này, chia sẻ nó và ủng hộ mình trong thời gian tới. Đừng quên comment ngay phía bên dưới tất cả những điều các bạn đang lo lắng, những thứ mà các bạn cảm thấy quan tâm. Và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người có thể tạo ra những trang blog của riêng bạn. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau hàng tuần. Bye bye!